Xin chào các bạn, hôm nay Guto sẽ giới thiệu với các bạn về dòng máy ép chậm ClutchTime 150W. Máy ép chậm ClutchTime 150W được đánh giá rất cao trên Amazon và các cái website bán hàng tại Đức. Người tiêu dùng Đức thật sự thích dòng máy ép chậm ClutchTime 150W này vì như các bạn thấy là máy có một thiết kế rất là nhỏ, gọn, dễ vệ sinh, dễ sử dụng. Ngoài ra thì chất lượng ép của máy ClutchTime 150W cũng rất là tốt, nó ép rất kỹ và da bã rất là khô. Đấy là lý do vì sao người tiêu dùng rất thích cái dòng 150W này. Và trong clip này thì mình sẽ giới thiệu gồm có hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ sử dụng ClutchTime 150W để ép hoa quả cho các bạn thấy luôn là chất lượng của máy ép ClutchTime này. Phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách lắp để cho các bạn có thể dễ dàng cho quá trình sử dụng. Và hôm nay thì mình sẽ ép là gồm có cam này, dứa và cà rốt. Cà rốt là một trong những loại hoa quả rất là cứng ngang với ổi. Và mình sẽ xem là cả những cái loại mềm lẫn loại cứng thì máy ép chậm ClutchTime sẽ có cái công suất và có hiệu quả như thế nào nhé. Với máy lần đầu tiên sử dụng thì các bạn có thể tráng máy bằng nước nóng. Các bạn bật khởi động máy, sau đó các bạn cho nước nóng vào. Là quá trình mà các bạn có thể là tráng bằng nước nóng để lần đầu tiên sử dụng để những cái mùi hay là những cái của sản phẩm mới nó sẽ sạch trong quá trình mà các bạn sử dụng. Còn bây giờ mình sẽ bật máy lên và mình sẽ ép. Đầu tiên mình sẽ ép cam trước. Với những cái miếng mà quá to thì các bạn nên là cắt nó vừa với cái lỗ xuống của cái ống thì nó sẽ không bị tắc. Thì như các bạn thấy ở đây, cam là cái loại mà ép nó sẽ rất là khó nhưng mà bã cũng rất là khô ở đây. Đây là loại hoa quả mềm, nếu ép không tốt thì nó sẽ bị mất hết nước theo ra bã. Ở đây cam thì mình có thể bắt hoặc là ép thì cũng tùy thôi. Nhưng mà mình muốn kết hợp ở đây thì chút nữa mình sẽ pha vào cái nước ép của mình. Mình có thể ép uống được nhiều vị cùng lúc. Thật ra ở bên nước ngoài thì họ lại thích là nước cam ép này là họ ép gồm có cả vỏ cam cơ. Thì cái nước uống nó sẽ có thêm một cái vị hơi tê tê một chút. Động cơ máy chạy cũng khá là êm, không có ồn. Đấy, như các bạn thấy là bã được đóng khung, rất là khô. Ok, mình sẽ đổ riêng phần nước cam ra trước. Đây, đây là kết quả của nước cam. Nước cam ép, chính xác là nước cam ép tươi. Đấy, rất là hấp dẫn. Còn tiếp theo thì mình sẽ ép dứa. Nhưng mà những cái miếng cắt to như này nó không lọt vào bên trong được cổ máy thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ cắt để cắt nhỏ hơn một chút xíu nữa. Như miếng dứa là giờ mình đã cắt cho dứa nhỏ lại. Dứa ra rất là mịn. Đây, phần bã dứa cũng được ép rất là chặt thành thanh như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ rót nước dứa của mình ra. Đây, như các bạn thấy là nước dứa được rất là nhiều. Đây là nửa quả dứa. Với thêm nữa là cái phần bên dưới, phần những cái phần bã của dứa là ra nó ít bị ra ấy, ra nước gần như là rất là mịn và không có bã. Đây. Và tiếp theo thì mình sẽ ép cà rốt. Với phần bã ra đây như này thì các bạn có thể là
đổ trong quá trình mà các bạn làm, mà không phải tháo máy ra giống như các cái loại thông thường. Các bạn máy ép cổ truyền ấy, máy ép nhanh ấy, ép tâm là quay mặn để bắn nước ra ấy, thì những cái máy ép đấy thường là phần bã hoặc để bên trong máy luôn, nên lúc mà các bạn đầy bã thì các bạn sẽ phải tháo máy ra, nó rất là bất tiện. Còn đây là phần nước ép cà rốt, cũng rất là mịn và không bị lẫn nhiều cặn. Như các bạn thấy là mình đã có 3 cốc nước ép rất là tuyệt vời. Và với 3 cốc nước ép này thì gần như là mình chỉ uống thôi là mình đã gần như ăn cả một cái đĩa hoa quả đầy như vừa rồi của mình. Và như vậy là bạn sẽ rất dễ dàng để mà bổ sung những cái loại hoa quả mà các bạn lười ăn ấy, thì nếu với nước ép thì các bạn rất dễ uống, như cà rốt chẳng hạn, như là hoặc là những cái loại hoa quả mà nó hơi chua một chút như là dứa hay là cam chua thì các bạn có thể ép và rất là dễ uống và có thể bổ sung nhiều vitamin cho các bạn, mà các bạn không cảm thấy mất quá khó khăn để mà ăn. Đặc biệt là với trẻ con thì các bạn chỉ cần cho uống nước ép thôi là chúng nó uống rất là dễ dàng, trong khi đó bắt chúng nó ăn thì rất là khó. Còn giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách lắp Glassfire 100W. Thì đầu tiên như các bạn thấy đây là cái phần thân bình. Ở phía này có 3 cái phần lỗ để khớp với 3 phần chân bên trên này. Thì các bạn chỉ cần đặt sao cho nó khớp với cái phần lỗ với cả phần chân ở đây thì bình sẽ ra chắc chắn. Còn đây là phần vòng cao su để giúp cố định cái phần lõi lọc bên trong. Đây là cái phần màng lọc cũng như là cái phần thành để lọc. Phần này thì các bạn nhìn thấy nó có một cái lỗ ở dưới này cùng với cả cái phần chân, thì đây là cái phần mà bã ép ra, thì ở cái phần mà ống bã các bạn cũng sẽ thấy cái phần lỗ đấy, thì các bạn sẽ lắp cho nó gần cái khu vực lỗ và di chuyển để cho cái phần lỗ, phần chân của lọc vào cái phần lỗ đấy. Còn đây là phần lõi lọc chính, cái phần lõi ép chính. Lõi ép chính này thì nó rất là nặng và chắc, và để ép chặt được hoa quả dựa vào sức nặng của cái phần trục ép này. Đấy chính là phần công suất và những cái tác dụng là chủ yếu từ phần trục nặng này. Phần bên trên này là phần lắp, thì các bạn chỉ cần có phần nhô ra đây, các bạn co vào khớp cái phần nhô này với phần lõi, ấn xuống và sau đấy các bạn xoay vào phần khóa thì các bạn sẽ nghe thấy tạch một tiếng. Và khi các bạn lắp khớp xong thì các bạn bật thì máy mới chạy như này là ok. Và đây là hai cái phần bình, một bình chứa bã và một bình chứa nước. Như vậy là ok, khá đơn giản để cho quá trình lắp đặt. Đây là sản phẩm của máy ép chậm Glassfire 150W. Nước cà rốt, nước cam và nước dứa. Như vậy là Guto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về dòng máy ép chậm Glassfire 150W. Để đặt hàng xin mời các bạn vào website guto.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua Facebook Shop Guto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem.